Chào mọi người. Video này anh tính làm nội dung gì? Video càng về sau thì phải càng nhiều ý tưởng. Cuối cùng mình cũng đã suy nghĩ ra được một cái nội dung rất là hay, rất là sáng tạo. Nữa, em ghét nhất là cái này đó. Sáng tạo cùng với vỏ lon bia. Sáng tạo với lon bia là sao vậy? Đây là cái số vỏ lon bia mình đã chuẩn bị sẵn. Mỗi đội ở đây sẽ được phát tổng cộng là 3 lon. Mấy em sẽ dựa vào cái số lượng lon bia ở đây mà chế tạo ra một cái đồ vật nào đó mà em thích. Hay rồi, phân chia nhau ra đi. Bắt bồ trước. Bắt bồ đi. Thôi, lẹ vậy. Thôi, ra cái đội này sao mà toàn là bé con không vậy? Tính làm cái gì? Dạ, làm lòng chiên trứng cút. Lòng chiên trứng cút. Bữa nay làm gì hả? Bọn em làm cắt mấy cái lon này ra làm robot. Wow. Mày nghĩ sao cắt mấy cái lon ra làm robot được? Hay là giờ mình làm cái nồi đi? Cái nồi cũng được á. Cái nồi không? Nói chung là muốn làm gì làm, hỏi trước ý kiến. Còn bên này? Làm lòng chim. Lòng đèn, lòng đèn đi. Lòng đèn, lòng chim, hai đứa bay coi lại cái rốt cuộc làm cái lòng gì. Rồi còn cái tim này? Bọn em chưa nghĩ ra, để bọn em suy nghĩ đã. Cái lon nguyên, cái lon mà móp là coi như là hư nha. Mỗi đứa chỉ có là 3 lon thôi. Cho hỏi các đội đã sẵn sàng thi đấu chưa vậy hả? Mình chỉ cho mỗi đội trong thời gian là 20 phút thôi. Trong 20 phút sẽ nộp thành phẩm. Đội nào làm mà số lượng lon vượt quá 3 cái lon, loại. Đội nào sau 20 phút chưa hoàn thành xong vật phẩm, loại luôn. Bên em chuẩn bị tinh thần xong rồi, anh nói chữ bắt đầu thôi đó. Đây là cái rổ đồ nghề, trong này có đinh, có dao, có keo, có búa. Đứa nào cần xài cái gì thì tự thân đi tới đây mà lựa ra, ok không? Ok. Bắt đầu. Tạm đi. Còn anh lấy cái tay kỳ cổ như vậy là tưởng mình gợi cảm lắm hay sao hả? Các bạn muốn làm cái nồi á thì các bạn phải cho cái này xuất ra, nhưng các bạn đừng có cắt nha. Các bạn phải chạy. Cái này mình đang làm bộ phận đít nồi nha các bạn. Giờ mình lấy cục đá mài, mình mài cho cái nắp này để không thôi bị đứt tay. Còn anh Ngọc đang làm cái gì vậy? Em đang thiết kế cái nắp. Bọn mình đang thiết kế cái nắp nồi nha các bạn. Tại vì nè, cái con ốc này nó còn dư nè. Giờ mình tháo cái núm nồi ra, mình cắt nha. Mày đang làm gì Tiêu Cường? Đây là cái que nồi nha các bạn. Giờ mình dán vô. Bước đầu tiên là mình lấy hột quẹt mình hở này cho nó chảy ra. Này là cái keo nến có đúng không hả? Dạ. Rồi lấy cái que nồi chét nó vô được rồi đó. Gắn vô. Mình đang làm cái lò chiên trứng. Đầu tiên mình sẽ khoét cái lỗ cho đèn cầy đi vô. Cái lỗ có cần bự không hả chị Tiểu Phượng? Cũng vừa vừa. Sau khi khoét cái miệng lon xong rồi, bước thứ hai lấy cây đinh đục vô cái đít lò. Đục làm cái gậy để cho nó thông hơi chứ chị. Cầm cây búa làm vô đi Bảo. Mày làm gì Bảo? Mày bê đê hay gì vậy? Đập búa mạnh lên coi. Sau khi mình đục lỗ ở đây rồi thì xuống đây mình cũng phải đục để chiên trứng chỗ này cho nó mau chín nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái này để không khí lọt vô cho đèn cẩy cháy nha các bạn. Đầu tiên là mình lấy cây viết gạch theo đường của cái lon. Giờ mình sẽ lấy cây kéo cắt theo đường gì nó kẻ sẵn nha. Mình lấy cây viết mình vẽ đều lên cái lon, sau đó lấy cây đinh đục lỗ chừng nửa lửa trong đây sẽ phật ra. Lấy cây đinh đóng vô mấy cái lỗ này nè để cho lửa nó phật ra nè các bạn. Đóng đi Hảo Nguyên, mạnh lên. Để làm được cái lồng đèn trong truyền thuyết các bạn phải quấn băng keo cái đầu cái đít. Để tôi làm cho bà Hảo ơi, bà làm xấu quá trời rồi. Sau khi dán băng keo xong, mình lấy cây viết, mình chia đều cái lon ra. Cả bốn đội chơi của chúng ta đang rất là hào hứng, tiết kiệm từng giây phút một để hoàn thành cái sản phẩm của mình. Rồi bây giờ mình sẽ thử review cái team đầu tiên là của bạn Vũ Thanh. Để coi coi bạn ấy đã làm tới đâu rồi.
Dạ giờ phải cắt theo mấy cái đường này nè anh Vinh. À có nghĩa là anh ta đã xong cái quá trình dán băng keo ở hai đầu lon và phân cách những cái khoảng cách rất là đều ở trên cái lon. Bây giờ chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng là cắt. Nhớ cắt cho ngay cái đường dễ nha. A few moments later. Xong rồi nè các bạn ơi. Bước tiếp theo là mình ép cái này sốt cho nó thành cái lồng đèn này các bạn. Ép xuống cài. Rồi chỉnh sửa bên trong lại, thôi nó mớp á. Giờ các bạn lấy cây đàn cài để trong cái lồng đèn, đặt trong bóng tối nó đẹp lắm. Cái bếp ga của bọn mình cũng đã hoàn thành rồi. Giờ mình để bông gòn vô. Để bông gòn vô đó để làm gì hả? Dạ, sau đó mình chế cồn vô để kéo dài thời gian. À, hiểu rồi, chế vô đây. Ví dụ như cồn mà bạn chế vô đây bạn đốt thì nó chỉ cháy 30 giây thôi. Nhưng mà tương ứng với số lượng cồn đó, khi mà bạn để bông gòn thấm vào, mình có thể kéo dài thời gian đốt lên tới 2 phút nha các bạn. Cuối cùng cũng hoàn thành là nước trứng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đốt một quẹt lên nha. Bây giờ chỉ để cái đàn cày trong cái lò rồi nước trứng thôi. Bây giờ là quá trình khuấy trứng. Giờ chấm điểm từ phải sang trái nha mọi người. Cái này là cái gì vậy? Cái lò nướng trứng. Lò nướng trứng có hoạt động được hay không? Dạ được. Bây giờ mình sẽ cho Tiểu Phương thí nghiệm thử coi cái lò này có hoạt động được hay không rồi chấm điểm sau nha các bạn. Lấy trứng ra đây đi. Lấy trứng ra đây làm thử là biết liền chứ gì. Sáng tạo nó cũng phải thực tế, nó cũng phải là có hiệu quả. Chứ phải sáng tạo cho đẹp làm không được cái gì hết thì là cũng không có ý nghĩa. Cái này là cái gì hả? Dầu. Dầu sao kìa các bạn, nhìn kỹ mới thấy đó nha. Giờ múc trứng để lên nha các bạn. Y gan cái bánh thọt kìa trời. Các bạn thấy cái phát minh mình ghê gớm chưa? Thật là ghê gớm các bạn. Đó. Ăn, chín rồi các bạn ơi. Trời ơi con nè. Đó. Vịnh vịnh cái đó xuống, vịnh đó xuống nên Vinh lấy cái này lên Vinh ăn thử. Phát minh hay lắm Tiểu Phương. Ngon thiệt các bạn. Vậy rốt cuộc cái lò nướng này anh chấm mấy điểm? Cái lò nướng này mình chấm cho Tiểu Phương là 8 điểm nha các bạn. Tại sao lại 8 điểm, còn 2 điểm đâu rồi? 2 điểm còn lại, 1 điểm là bị trừ do cái lò này quá xấu. Bạn nhìn đây, cắt không có ngay ngắn gì hết, rất là xấu. 1 điểm cuối cùng còn lại là mỗi lần nướng á, nó quá bất tiện. Mỗi lần làm thì cực, ăn được có miếng chút xíu hột gà hà, ăn đâu đã, trừ điểm là phải rồi. Giờ chị đã tâm phục khẩu phục chưa hả? Ok, hợp lý, anh chấm điểm món khác đi. Tới món thứ hai là cái lồng đèn. Lồng đèn Tiger. Lồng đèn này xấu quá bạn. Bạn thấy nó quá trời xấu luôn nè. Cắt không có ngay ngắn gì trơn á. Trời ơi bị đứt nữa. Dán bằng keo đen nữa. Thôi. Lồng đèn này 1 điểm rớt. Cái món thứ ba. Wow. Bếp ga mini nha các bạn. Rất là đẹp nè. Bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Quay từ phía dưới lên cái mặt trên cho các bạn xem nè. Đồ thí nghiệm thử coi nó có cháy không hả? Để cái bếp cồn này hoạt động, đầu tiên mình sẽ đổ cồn vào. Sau đó đốt lửa lên. Đây là cái giây phút hồi hộp nhất. Không biết cái bếp cồn này có hoạt động hay không nha mọi người. Cái bếp gì kìa vậy anh, chấm 1 điểm luôn đi anh Vinh ơi. Bếp cồn thứ dữ nữa rồi. Không cháy luôn. Không cháy luôn. Cái bếp gì kỳ vậy, không những nó không chịu cháy mà làm cho cây ngay nó tắt nữa. Thế là không hoạt động được. Đẹp thì cũng như không thôi. 4 điểm. Tới sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo là tới bao. Cái nồi. Nồi quá đẹp các bạn ơi. Cho một miếng trà xanh không độ đi anh A Đại. Được rồi, được rồi. Đốt này lên Tiểu Cường. Đây là cái sản phẩm của đội nào? Bạn em. Cháy rồi nè, để cái này lên. Rồi. Đóng nắp lại. Rồi, đẩy nắp lại đi. Trong cái quá trình đợi chờ cái bình trà nó đun sôi lên thì bây giờ cả team đang qua bên này lấy cái lọ của Tiểu Phương để mà nướng bánh trứng ăn nha các bạn. Bánh này là bánh của tôi nghe, cấm ai đụng à. Giờ uống trà nóng nha các bạn. Đấy, mở ra khói nó bay về nè. Còn cái ly đâu? Không có ly gì cho vậy. Bữa cái nồi hấp đại đi anh Vinh ơi. Ly bọng gì? Rồi lấy cái nắp nó làm cái ly đỡ đi các bạn ơi. Chế vào đây uống miếng nha. À, thiệt là quá ngon.
rất là thực tế, anh rất thích cái món này. Uống miếng coi, rồi đánh giá có ngon hay không hả? Ngon quá anh Vinh ơi. Ok, thế thì anh sẽ chấm cho điểm của bạn A Ngọc, A Đại và Tiểu Cường, đây là 9 điểm. Thông qua cuộc thi này thì mình và các bạn cũng đã biết được ai chính là vua sáng tạo trong cái cuộc thi này rồi. Đó chính là team của bạn Cường, Ngọc và A Đại Tony TV. Đây, cái sản phẩm hạng nhất đây các bạn, rất là đẹp thấy không? Mấy bạn ai thiết kế nè, có cái nắp đàng hoàng. Tất cả đều được làm từ vỏ lon hết. Đây, cái đế nồi mới đây nó đã đen thui rồi. Còn hạng nhì là lò nướng trứng siêu tốc mini. Hạng ba là bếp ga siêu tốc đốt hoài không cháy, còn làm cho nhang tắt nữa. Quá lợi hại. Hạng chót là lồng đèn dán băng keo đen thui. Hạng chót mà bà la lớn thì chàng ba được hạng nhất gì đó. Team mình bắt đầu đổi sang phong cách là sẽ dạy cho các bạn làm những video nấu ăn rất là thú vị. Đồng thời những cái video sáng tạo như thế này đây, các bạn có yêu thích không? Nếu mà có yêu thích thì nhớ nhắn vào like nhiều để cho mình biết, mình vào làm những video tương tự như thế này. Bây giờ kết thúc video thôi. Hẹn gặp các bạn những video sau đây mấy đứa. Đây mát xa rồi đại ca. Đại ca coi áo rồi luôn chỗ mát đại ca. Vũ Hanh à, bọn con gái tụi tao chọn mày, mày đừng làm cho bọn tao thất vọng. Các bạn nhìn nè, cái bụng mình như vậy sao thắng nổi Ngọc. Cái bụng nó chút xíu làm sao chứa hơi được. Nhìn cái bụng mình nè, cái bụng phải bự mới chứa hơi mới nhiều. Trời ơi, bông bông của Ngài Ngọc sao bự nhanh quá vậy? Trời ơi! Ngọc, mày thổi bông bông cũng nhanh đó, nhưng mà nước miếng trong bông bông hơi nhiều rồi nha.